đó là điều chỉnh rối loạn sắc tố tức là chúng ta chỉnh cái sắc tố rối loạn nó trở về bình thường Đấy. tôi hay nói với cả khách hàng thế này cho dễ hiểu tế bào sắc tố là một cái loại tế bào bình thường của da chúng ta và xu hướng thông thường chung chung của tất cả những cái mô trong cơ thể chúng ta đều không muốn rối loạn các bạn nên nhớ là như thế tất cả các mô trong cơ thể chúng ta đều muốn trở về bình thường khi nó bị rối loạn Đấy. kể cả ung thư cũng thế trước giai đoạn ung thư chúng ta có giai đoạn tiền ung thư và các tế bào da lành tự dưng bị rối loạn này nó luôn mong muốn trở về như cũ để nó 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 cân bằng lại. Tuy nhiên là gì? Chúng ta không giúp ích cho nó hoặc là chúng ta tiếp tục những tác nhân tác động vào nó, gần gây ra hiện tượng là gì? Nó không thể trở về bình thường được. Thì tôi hay ví giống như là chúng ta dạy trẻ con ấy. đấy. Một đứa trẻ mà nó còn nhỏ, chúng ta phải dạy nó. Chẳng hạn thế. Nếu mà nó đang chuẩn bị hư, tức là nó tiếp xúc với yếu tố bên ngoài mà bị hư, thì thứ nhất là chúng ta phải cắt ngay. Chúng ta phải phát hiện ra chúng ta phải cắt ngay. Thế thì đứa trẻ này chúng ta điều chỉnh nó nó lại trở về ngoan bình thường. Đấy nhưng mà những đứa trẻ mà chúng ta bỏ bê kệ nó, giống như các bạn bị nám ấy, đầu tiên bị nám mới mới nhẹ nhẹ các bạn không chịu đi điều trị hoặc là không sử dụng các biện pháp bảo vệ, chúng ta kệ nó thì giống như đứa trẻ hư này chúng ta thả nó ra môi trường, nó đã hư rồi nó lại gặp rất là nhiều đứa hư khác, thế là càng ngày nó càng hư. Và đến khi chúng ta phát hiện ra là thôi chết rồi, nó hư rồi thì chúng ta kéo nó về và chúng ta muốn cho nó trở về bình thường. Có về bình thường được hay không? Tôi nghĩ là rất khó. Đấy. Và phải dần dần cắt đi các yếu tố kia xong điều chỉnh dần cho nó trở về bình thường và sẽ gặp khó khăn để chẳng hạn như vậy. Thế nên là gì? À, cái việc mà chúng ta điều trị về kinh điển là chúng ta sử dụng thuốc uống thuốc bôi ở những giai đoạn sớm, tức là khi các bạn mới bị thì các bạn à, phát hiện ra thì đến gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ cho bạn uống, bôi đấy và các bạn sẽ thấy là cái da của bạn nó thay đổi dần và có thể trở về gần như là bình thường. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có sử dụng những công nghệ cao. Đấy, công nghệ cao thì có rất nhiều công nghệ cao để sử dụng trong điều trị nám. Đấy, điển hình như bây giờ chúng ta nghe thấy uh, Việc trị nám, các bác sĩ thường hay sử dụng nhiều phương pháp lắm Ví dụ như là gì? Chúng ta dùng cái uh, laser này là phương pháp rất phổ biến này, đúng không nhỉ? Dùng laser để điều trị nám này uh, Dùng gì nhỉ? Uh, tế bào gốc để điều trị nám này, đúng không nhỉ? Uh, rồi thì dùng cái gì? Uh, dùng cái huyết thanh để điều trị nám uh, Dùng những cái dưỡng chất để điều trị nám Đấy, và rất nhiều các phương pháp điều trị nám khác uh, Trong quá trình mà nghiên cứu Đấy, thế thì hiện nay Đấy uh, có nhiều phương pháp điều trị nám như thế. À, Tuy nhiên là gì? Theo quan điểm của bác sĩ Hoàn thì cái vấn đề điều trị nám ấy nó phụ thuộc vào phương pháp nhưng mà nó lại được quyết định bởi những cái yếu tố mà các bạn thấy là vô cùng quan trọng. Đó chính là gì? Cái việc mà chúng ta đánh giá chính xác cái tình trạng nám da và chúng ta sử dụng cái phương pháp điều trị phù hợp cũng như là cái người thực hiện cái kỹ thuật này phải là những người mà có chuyên môn thì chúng ta mới có thể điều trị được tình trạng nám các bạn đỡ đúng không nhỉ à, ngày xưa các bạn nghe thấy cái phương pháp laser thì các bạn có thể cảm thấy là ồ laser mình biết rồi điều trị nó sẽ đau này nó chảy máu này rồi thì nó đen lên này nó bong chóc da này phải nghỉ dưỡng này về nhà đi đâu cũng phải bịt mặt vào đúng không nhỉ rồi thì thậm chí là gì về nhà cái đi ra ngoài đường cái là người ta nhìn thấy là người ta bảo nói à cái người này đang đi điều trị thẩm mỹ này đang đi bắn nám này đấy chẳng hạn như thế và rất là mất tự tin và chúng ta không giấu được cái đó và người bắc của chúng ta có một đặc điểm mà có lẽ nhiều chương trình tội chia sẻ với các mc cũng như là các bạn đó là người miền bắc thì thường kín đáo chúng ta làm cái gì nhưng mà chúng ta rất muốn người khác không biết <laughs> chẳng hạn là chúng ta đi làm đẹp ấy, thì thường chúng ta cũng không muốn là người khác biết là chúng ta làm đẹp chẳng thậm hạn thậm chí như vậy là... Là... Là là ít chia, chia sẻ ít chia sẻ kinh nghiệm đấy người chẳng hạn rất à. là ít chẳng hạn đấy hoặc là chúng ta cũng muốn là gì đi điều trị nhưng mà về nhà mặt nó phải không sao cơ mặt chúng ta không có tổn thương gì thì chúng ta mới điều trị chứ còn mặt về mà mọi người biết ngay là không 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 có đi điều trị chẳng hạn như thế <laughs> thế thì cái điều đó nó tạo nên cái văn hóa của người miền bắc khi mà chúng ta đi đến khám bác sĩ và có điều trị về vấn đề nám da và cũng rất may mắn là gì hiện nay bây giờ có những cái phương pháp chúng ta làm được điều đó ví dụ như cái sự đột phá của những sản phẩm điều trị bây giờ thì thứ nhất là tôi nói các bạn là hiện nay bây giờ thuốc điều trị nám là cực kỳ tốt Đấy, tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa Đấy, bởi vì nó là cả một cái thời kỳ phát triển rồi và chúng ta có rất nhiều các sản phẩm cực kỳ tốt mới hơn hiệu quả hơn không có tác dụng phụ gì cả mà lại giúp cái làn da của các bạn nó đáp ứng với cái điều trị rất tốt đó là về thuốc thứ hai là gì phương pháp thì thứ nhất theo quan điểm của bác sĩ hoàn đó là bác sĩ hoàn thích sử dụng cái phương pháp laser để trong điều trị nám bởi vì laser bây giờ nó là thế hệ mới rồi khi chúng ta điều trị laser thế hệ mới thì nó nhiều hiệu quả một là gì? Bác sĩ Hoàn điều trị cái laser mới đối với cả tình trạng nám da thì rất là nhiều người đến không tin. Tức là điều trị nám mà không tổn thương gì. Nhưng mà tôi điều trị nám da bằng công nghệ laser là thứ nhất, các bạn không đau. Không bị đau đớn gì cả. Thứ hai là gì? Da các bạn không hề có một tổn thương gì hết. Trên bề mặt da hoàn toàn bình thường. Sau khi điều trị xong, các bạn có thể trở về ngay được cuộc sống bình thường. Có thể tiếp xúc bạn bè đi ăn các thứ nọ kia. Thậm chí là tôi còn nói với cả những cái bạn mà điều trị nám là gì? Bạn điều trị nám xong về nhà thậm chí chồng bạn nó không biết là bạn điều trị chỉ có là gì mỗi ngày cái da của bạn nó đều sáng lên và họ ngạc nhiên bởi vì cái da sáng lên thôi chứ họ không có thấy là là là, là bạn điều trị cái gì trên mặt hết bởi vì không có dấu hiệu gì để chứng tỏ là bạn điều trị đấy bây giờ công nghệ nó mới như thế đúng không nhỉ và đặc biệt là gì da chúng ta không có tổn thương tức là trên bề mặt da chúng ta sau khi mà chúng ta chiếu cái tia laser vào trên bề mặt ấy, chiếu cái ánh sáng laser vào là không có tổn thương da không chảy máu không có giai đoạn đen lên và đặc biệt là da các bạn nó không bong lột tức là da nó không lột đi nó không bị chóc đi một tí nào hết da các bạn hoàn toàn bình thường Đấy. Và tôi sử dụng phương pháp laser này để điều trị cho những người mà bị nám thông thường. Những người mà có sử dụng những cái kem trộn này, đấy những cái phương pháp điều trị sai này, lột da này thì chúng ta sử dụng phương pháp laser để chúng ta tái tạo lại cái da. Đấy và rất nhiều người lo lắng là khi điều trị cái laser này thì đối với những làn da nhạy cảm là không được bởi vì là sau đó thì nó hay bị cái hiện tượng là ngứa đỏ rồi thì ra ngoài nắng thì nó bị tổn thương nhưng mà không đối với công nghệ laser mà sử dụng đúng hiện nay bây giờ thì thứ nhất là nó tăng khả năng mà bảo vệ cái da chúng ta bởi vì nó khiến cái da của các bạn khỏe hơn nó trẻ hóa da mà thứ hai là gì nó làm cái bề mặt da của các bạn dày lên dần theo thời gian đúng nhỉ chúng ta có cái bề mặt da dày lên dần theo thời gian và giúp cho cái làn da của các bạn nó lấy lại cái miễn dịch cũ đào thải những cái phần tế bào mà nó bị rối loạn đúng không? Nhỉ? Điều chỉnh lại những cái rối loạn sắc tố, rối loạn tế bào để đưa cái làn da trở nên sáng mịn hơn và thông thường là khi điều trị công nghệ laser này thì nó phải được trực tiếp các thạc sĩ bác sĩ hoặc là những bác sĩ mà có chuyên môn điều trị thì chúng ta mới có thể mang lại những cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn thân mến như vậy là vừa rồi thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn cũng đã chia sẻ tới chúng ta những cái phương pháp đặc biệt là trong đó có phương pháp mà điều trị nám bằng laser công nghệ mới đúng không ạ? vâng cái phương pháp này thì thưa bác sĩ là những cái ưu điểm bác sĩ có thể nhấn mạnh lại một lần nữa để quý vị thính giả chúng ta cũng có thể lựa chọn và đặc biệt là tại Maya đúng không ạ thì chúng ta cũng đã áp dụng phương pháp này và thành công nhiều hay chưa xin mời bác sĩ đối với cả vấn đề mà sử dụng công nghệ laser trong điều trị nám thì hiện nay ấy, nó là một phương pháp nhiều ưu điểm Đấy, giống như tôi chia sẻ với các bạn là thứ nhất là không đau thứ hai là không bị cái giai đoạn chúng ta đen lên đúng không nhỉ da chúng ta không có tổn thương gì nó không lòng làm cho hiện tượng bong da này không có chóc da không ngơi mỏng da đấy khi điều trị xong thì như tôi nói là gì khi các bạn bước ra khỏi phòng khám thì da các bạn hoàn toàn bình thường đấy và thậm chí là về nhà người thân các bạn cũng không nhận ra là các bạn điều trị nám bởi vì là nó không có tổn thương gì hết và da các bạn thì nó sẽ sáng lên theo từng ngày một và cái người nhận ra là người ta chỉ thấy rằng da các bạn có sự thay đổi thôi à, như là tôi có điều trị một số cái trường hợp là, là làm cái công việc là chúng ta phải bán hàng ấy nhưng mà họ không phải nghỉ bán hàng một ngày nào cả họ vẫn đi bán hàng bình thường và cứ những cái người khách hàng đều đều đến mua hàng ngày thì đều hỏi là không giá trị tại sao lại sáng thế này, này em thấy mà tại sao em không thấy giá trị có tổn thương vâng. đấy. nhưng mà nếu mà đi điều trị thẩm mỹ là da nó phải nó phải đen lên cơ rồi nó bị tổn thương cơ đấy vâng, như vậy đấy. là có rất nhiều là rất là nhiều đúng không? rất vâng. nhiều suy nghĩ rất nhiều những cái ưu điểm của công nghệ mới mà khi các bạn ứng dụng khi mà chúng ta ứng dụng trong quá trình mà chúng ta điều trị này thì chúng ta mới thấy được cái sự kỳ diệu của nó và bản thân tôi thì tôi sử dụng công nghệ laser trong vấn đề điều trị nám thì giống như tôi chia sẻ là cái người khách hàng rất thích bởi vì quá trình điều trị của chúng ta là không có tổn thương gì đúng không nhỉ nó khác hoàn toàn so với cả sử dụng ngày xưa đấy và nó khác hoàn toàn với cả cái việc mà chúng ta sử dụng công nghệ cũ đối với công nghệ mới là có rất là nhiều ưu điểm và ở tại phòng khám chuyên khoa da liễu thẩm mỹ Maya Maya của chúng tôi thì việc điều trị nám được thực hiện rất là nhiều hàng ngày và quá trình điều trị chúng tôi thì nó phải tuân theo những cái nguyên tắc nhất định. Thứ nhất là gì? Tất cả những cái trường hợp đến thăm khám phải đều được chính các bác sĩ chúng ta khám và đánh giá cái tình trạng da của bạn để chúng ta lựa chọn phương pháp cho phù hợp và sau khi mà khám xong ấy thì cái việc điều trị này phải được trực tiếp các bác sĩ điều trị chứ không phải là giống như là các bạn thấy nhiều người đến kể với tôi là đến thăm khám thì có thể được bác sĩ khám thậm chí còn không được bác sĩ khám sau đó thì đưa lên cho phòng điều trị thì được người trị liệu viên, được người kỹ thuật viên hoặc là các bạn y tá dùng công nghệ laser bắn lên trên mặt thì tôi nghĩ rằng là nó rất là vô lý bởi vì theo quan điểm của tôi thì laser nó là một thiết bị thẩm mỹ y khoa và nó cần cái chuyên môn cực kỳ nhiều, không thể coi thường nó là một cái thiết bị mà ai dùng cũng được được bởi vì là nó không dễ như chúng ta nghĩ. Bởi vì các bạn cũng hiểu rồi, rất nhiều những cái biến chứng của laser mà do quá trình chúng ta điều trị sai đã xảy ra và bản thân tôi phải đi sửa chữa rất là nhiều. Như là hiện tượng mà da bị 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 đen lên nhiều này, đó là tăng sắc tố sau viêm, rồi thì hiện tượng da các bạn bị tổn thương, bị thành sẹo cũng gặp rất là nhiều. Đó là do cái kỹ thuật điều trị sai và cái vấn đề là cái người điều trị không phải là một người có chuyên môn, không phải là một bác sĩ về thẩm mỹ, nó khác là không phải là bác sĩ chuyên khoa về da. À, bởi vì là trong chuyên ngành da chúng tôi chỉ có bác sĩ về da mới hiểu về da các bạn nhất thôi. Và nên là khi mà các bạn à, đến thăm khám, điều trị cũng như là các bạn có nhu cầu về vấn đề điều trị nám da hay là thậm chí cả những bệnh bình thường như là mụn trứng cá hoặc là vết thâm thì các bạn cũng phải có một cái suy nghĩ trong đầu là gì, cái người thực hiện kỹ thuật đó cho các bạn phải là một bác sĩ phải là một bác sĩ chuyên khoa về da thì à. chúng ta mới có sự yên tâm và chúng ta mới có thể hy vọng chúng ta có kết quả và chúng ta không bị những cái à, biến chứng của quá trình điều trị Đấy, thì theo quan điểm của tôi việc điều trị nám là nó cần tuân thủ những cái nguyên tắc như tôi nói Đó là bác sĩ khám bác sĩ điều trị và người theo dõi các bạn phải là một bác sĩ chuyên khoa về da Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàn với những thông tin và chia sẻ vô cùng thiết thực vừa rồi. Và thưa quý vị, tổng đài 19006255 vẫn đang chờ đón những câu hỏi của quý vị gửi về cho bác sĩ Hoàn ngày hôm nay liên quan tới các bệnh lý về da liễu và thẩm mỹ. Chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với quý vị sau ít phút thư giãn cùng với ca khúc Hãy trao cho anh của Sơn Tùng MTV. Sau đây là chương trình quảng cáo lan ơi lan ơi sếp gửi danh sách đại diện đi nước ngoài rồi có tôi nhá có bà nhá thôi tôi chả đi đâu xinh đẹp như bà thì còn hào hứng chứ tôi bây giờ mặt thì đầy mụn sẹo cái thì thâm cái thì dỗ chả tự tin làm gì tôi tính khéo mà hỏng cả việc của sếp dao ấy chứ ui giời được chọn đại diện mới khó chứ xinh đẹp thì khó gì đến maya với tôi đi maya đúng rồi maya em maya phòng khám da liễu thẩm mỹ chuyên khám và điều trị các bệnh về da như mụn trứng cá xóa vết thâm trị sẹo lồi sẹo lõm trị tàn nhang viêm da cơ địa với ứng dụng công nghệ thẩm mỹ hiện đại, Maya còn giúp cho hàng nghìn khách hàng lấy lại tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống nhờ nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn, không cần phẫu thuật. Nhưng liệu có đảm bảo an toàn không? Tất nhiên rồi, các bác sĩ tại Maya đều là những thạc sĩ chuyên khoa da liễu, nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, các trang thiết bị chính hãng 100%, đảm bảo an toàn tuyệt đối và lại tiết kiệm chi phí tối đa nữa. Nhìn tới đây này, nhờ Maya chứ còn đâu nữa. Thế thì mình yên tâm quá rồi. Uhm, vậy ta đi thôi nào. Mắc bệnh về xa, đến Maya là khỏi. Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya, địa chỉ số 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Hotline 0243 933 6868 Xin chào đón quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình Gặp Thế Thuốc nổi Tiếng ngày hôm nay trên kênh JABM. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với những kết nối của quý vị thính giả thông qua tổng đài 19006255. Hãy cùng chào đón vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. À, alo ạ. Vâng ạ. Xin được chào vị thính giả. Xin mời thính giả cùng giới thiệu về mình ạ. Dạ vâng, chào bác sĩ chào chương trình ạ. À, em tên là Huyền, thì năm nay em 25 tuổi. Em mong muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho em về cái gì tình trạng da của em ạ. Vâng. À, dạ vâng. Thì à, à, em có một thắc mắc là, là, em bị xuất hiện nám thì cũng được một thời gian rồi ấy. Mà hiện tại thì em chưa lập gia đình và cũng chưa có em bé nhưng không hiểu vì sao là tình trạng da của em lại xuất hiện như vậy ạ. Và ờ được vừa rồi thì em cũng được một số người bạn giới thiệu là mua kem trị nám bôi bôi ấy ạ dạ. thì nó sẽ cải thiện rất là nhanh nhiều người làm như thế rồi thì em cũng mua về để xem nó có cải thiện đúng như thế không ạ thì em ừ. cũng dùng được một thời gian thì thấy là da của em nó cũng sáng lên với cả là nám thì nó cũng mờ đi tuy nhiên ừ. là khoảng hai tuần trở lại đây thì sự... À. Trong cái khoảng thời gian mà em dùng kem trị nám đấy ừ. thì em cũng thấy da đã phát hiện ra là da của em nó đã yếu rồi. Ừ. Đặc biệt là lúc ra nắng thì nó lại cũng hay bị mẩn đỏ lên nữa. Ừ. Thì em cũng đang hạn chế sử dụng dần tuy tuy nhiên là khoảng 2 tuần gần đây thì tự nhiên thấy là cái tình trạng nám da của em nó bị bị đậm lên rất là nhanh ạ. Ừ. Thì em đang muốn hỏi bác sĩ xem là có phải là vì em sử dụng kem nó không đảm bảo cho nên là nám da của em nó mới bị phát triển nhanh như thế không ạ? có thể tư vấn thêm cái tình trạng nám như của em thì có cái cách nào để điều trị khỏi được không ạ? cảm ơn bạn. À, thứ nhất là bạn ấy mô tả rất là chi tiết về quá trình mà bạn ấy sử dụng kem cũng như là cái tình trạng da của bạn ấy hiện tại bây giờ. Thì theo tôi nghĩ rằng là khi mà bạn sử dụng một cái sản phẩm mà giống như bạn có nói là bạn bè giới thiệu để chúng ta điều trị nám nó nhanh ấy, để cho nó mang lại hiệu quả ấy, thì bạn đã sử dụng những cái sản phẩm mà có tính chất lột tẩy tương đối là nhiều. Đấy, có thể là nó sẽ ở mức độ là gì da bạn có tổn thương chúng ta nhìn thấy hoặc là chúng ta có thể thấy là da không có tổn thương nhưng mà à, cái làn da chúng ta sẽ mỏng dần theo thời gian đấy thế, tiếp đến là cái miễn, hệ miễn dịch cái da nó giảm đi nên là chúng ta hay bị dị ứng cũng như là khi mà tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì da chúng ta thường hay bị tăng cái khả năng ẩn đỏ lên và sau khi mà chúng ta dừng kem thì thường cái tình trạng nám chúng ta sẽ tăng dần theo thời gian và càng ngày nó càng đậm hơn đúng rồi thì đây là một cái uh, biểu hiện tương đối điển hình của vấn đề mà bạn sử dụng cái cái sản phẩm có tính chất lột tẩy mà tôi hay sử dụng cái từ ví dụ chúng ta dùng kem trộn đấy kem trộn là cái từ mà dùng khá chính xác và rất nhiều bạn trẻ lứa tuổi của bạn đã dùng kem trộn ở 25 tuổi mà bạn bị nám thì nó có nhiều vấn đề một là do cái vấn đề bạn không sử dụng cái sản phẩm bảo vệ như là kem chống nắng này đúng nhỉ chúng ta không có cái, uh, cái, cái 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 sự hiểu biết đủ đúng về cái vấn đề mà chúng ta uh, cần phải bảo vệ da như thế nào và sử dụng cái sản phẩm sao cho phù hợp thì theo tôi là gì cái biến chứng của bạn ấy nó cũng hay gặp. Đấy cái này khá hay gặp. Nhưng hôm trước tôi có điều trị cho hai uh, chị em đều là giáo viên, cũng uh, uh, 45 50 tuổi, cả hai người đều là giáo viên và hai chị em ruột thì đều bị nám như nhau và đều sử dụng sản phẩm giống với nhau là sử dụng những sản phẩm mà nói luôn với tôi là đến gặp là nói luôn là bị sưng hết cả mặt mày bắt mũi lên và sau đó lột hết ra. Rồi thì nó đẹp được một thời gian khoảng tầm độ 2 tháng tầm tầm như thế sau đó thì thấy cái da nó sau đó càng ngày càng đen lên mụn này xong rồi là rất là nhiều vấn đề đấy thì hiện nay cái trường hợp đấy thì tôi điều trị được khoảng tầm một hơn một tháng thì cái tình trạng da người ta nó đã thay đổi hoàn toàn rồi thứ nhất là với bạn ấy chắc chắn là chúng ta phải dừng cái kem kia nhưng mà chúng ta cần phải có các sản phẩm mà để nâng đỡ và hỗ trợ da của bạn sau rồi chúng ta dừng cái kem trộn này thì chúng ta mới có thể giúp cái da bạn nó khỏe được còn nếu không bây giờ bạn ngừng cái kem đấy mà không có các sản phẩm bôi để nâng đỡ bảo vệ thì da bạn chắc chắn là càng ngày càng tổn thương Đấy, nên là để có thể có được cái sản phẩm mà bạn à, sử dụng cho phù hợp thì cần chắc chắn đó là bạn phải đến các bác sĩ rồi thì chúng ta mới có thể nói chuyện về vấn đề là 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 dùng cái gì và dùng như thế nào thứ hai là bạn có thể ấy, sử dụng những phương pháp điều trị để chúng ta giúp cho cái quá trình mà phục hồi da nhanh hơn và cũng là góp phần vào quá trình mà đào thải cái nám cũng như là kiểm soát cái nám tốt hơn Đấy, ví dụ sử dụng công nghệ laser thì chúng ta sẽ làm giảm cái hiện tượng mà xuất hiện nám của bạn hơn này Đấy, và làm cho cái da của bạn nó tăng cái khả năng bảo vệ làm dày lại cái bề mặt da của bạn và sau khi mà điều trị nám thì thông thường như tôi thấy là nó sẽ có mấy cái tác dụng một là bằng công nghệ laser thì một là da bạn nó sẽ sáng lên này thứ hai là lỗ chân lông nó sẽ nhỏ lại Đấy, da nó sẽ mịn màng hơn Đấy, và thứ ba nữa là da nó có độ căng và độ bóng lên nó giống như một làn da khỏe mạnh bình thường ấy Đấy. và vì thế em ra là cái việc mà điều trị này để đạt được kết quả thì giống như tôi chia sẻ chắc chắn là bạn cần phải đến khám với một bác sĩ chuyên khoa về da rồi và thứ hai nữa là người điều trị cho bạn thì cũng chắc chắn phải là bác sĩ chuyên khoa về da nhé bạn nhé ừ, dạ, dạ vâng thì bác sĩ cho em hỏi thêm một chút nữa là nếu mà em điều trị bằng cái công nghệ laser đấy thì nó trong quá trình điều trị có bị đau không ạ và ừ. nếu như em điều trị thì có phần phải khen khen là ừ. Ừ. à đấy cũng giống như bạn rất là nhiều người khách hàng đến hỏi cái vấn đề điều trị thì thứ nhất là cái công nghệ laser điều trị mà cho bạn ấy bây giờ nó là công nghệ laser mới nhưng mà tôi không chắc là tất cả các cơ sở đều có công nghệ mới như thế cái điều đấy tôi không chắc. Đấy, tuy nhiên là nếu bạn điều trị đấy, mà bằng công nghệ mới thì chắc chắn là gì bạn sẽ không bị đau và thứ hai nữa là gì da bạn không có tổn thương. À, giống như kiểu hai cái chị em mà tôi nói đấy tức là là giáo viên mà chắc chắn là phải tiếp xúc với bệnh nhân rồi không thể nào không được vì thế nên là họ rất là sợ là bị tổn thương da thì khi mà điều trị thì tôi điều trị cho họ thì cái làn da của họ không có tổn thương gì đúng nhỉ da không hề bị tổn thương gì cả trở về nhà hoàn toàn bình thường thậm chí là sau khi điều trị xong thì bước ra khỏi phòng khám là da bình thường bạn có thể gặp gỡ mọi người thoải mái đấy rất nhiều người đến gặp bác sĩ hoàn một số người ở Hà Nội ấy, có đến gặp bác sĩ hoàn thì có yeah. nó nói là À, chị cũng muốn đến gặp thử xem tại vì thấy bác sĩ nói là điều trị không có tổn thương xem có đúng như thế không hay là nó lại 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 không đúng như vậy <laughs> thì tôi có nói là cái vấn đề điều trị thì ở trên quá trình mà tôi tư vấn ấy, nó tư vấn như thế nào thì quá trình mà tôi điều trị nó sẽ giống như vậy đấy nên là khi mà bạn điều trị bằng công nghệ laser mới thì da bạn không có tổn thương bạn nhớ là như thế da hoàn toàn bình thường và chúng ta không phải lo lắng cái vấn đề là là nó bắt nắng bởi vì là cái công nghệ mới này thì nó giúp cái da của bạn tăng cái độ dày của da và tăng khả năng bảo vệ da nên là thường nó giảm cái khả năng bắt nắng và bạn chỉ cần sử dụng những cái sản phẩm bảo vệ như kem chống nắng và những sản phẩm bôi để điều trị nám kết hợp với cả những cái sản phẩm bác sĩ kê thì tôi nghĩ rằng là cái nắng của bạn sẽ được kiểm soát tốt nha bạn nhé dạ dạ vâng em cảm ơn bác sĩ ạ thì công chỗ làm của em cũng gần ngay chỗ phòng khám ở số 9 hoàng cầu của bác sĩ cho dạ, nên thời rồi. gian để qua thăm khám luôn ạ dạ, vâng. Ờ, bác sĩ đang hỏi là thông thường ở trong ngày thì bác sĩ thường sẽ khám đến mấy giờ để em có thể sắp xếp thời à, thông thường thì sẽ khám ngoài giờ sẽ từ khoảng 4 giờ đến khoảng 7 giờ tối nha bạn nhé à, ừ, dạ vâng thế thì tiện quá à. đi cái đi làm về em sẽ qua luôn ạ dạ vâng, dạ, con cảm, ơn cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho em ạ vâng dạ, Vâng. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn vị thính giả cũng đã tin tưởng và kết nối với chương trình của chúng tôi Và thưa quý vị thân mến, lúc này đây chúng ta cũng sẽ dành thời gian Để lắng nghe thêm một câu hỏi nữa trên tổng đài 19006255 Alo Dạ vâng, chào anh ạ Vâng ạ, vâng. xin được chào vị thính giả Xin mời anh cùng giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho chương trình ạ Dạ vâng, tôi là... Thôi em bị... Uh, bị ngứa thì em đi khám thì... Ở cái chỗ nó bị ở cái chỗ... Chỗ khớp... À, bên chỗ khớp chân với cả ở thì người ta bảo là bị đi bẩn cũng có vâng ạ à, xin phiền vị thính giả một chút là tôi thấy là tín hiệu của anh đang chưa được tốt lắm ạ dạ vâng. xin mời anh sẽ cùng trình bày rõ câu hỏi của mình và đứng vào khu vực thoáng sóng hơn một chút nhé chúng ta sẽ trò chuyện dễ hơn ạ xin mời anh cùng dạ vâng. đặt lại câu hỏi đi ạ vâng em bị uh, bị ngứa ở hai cái chỗ khớp khớp chân với cả ở ngón tay trỏ đấy ạ. vâng dạ và em đi đi đi, đi tiêm thuốc cũng bị lâu năm lắm rồi đi tiêm thuốc thì nó chỉ có chỉ có được giảm một thời gian xong nó lại bị tái phát lại à, đi tiêm vâng và vâng. cái này tôi muốn hỏi bạn là bạn đã đi khám ở đâu chưa khám bác sĩ về da nào chưa em có đi khám ở viện da liễu rồi nhưng mà cũng cũng với cả đi khám bác sĩ tư thôi ạ thì Thế họ chỉ có bác sĩ chẩn đoán là gì ạ là bị viêm da cơ địa và tức là bây giờ ở vùng khớp chân với cả là vùng uh, ngón tay trỏ đúng không vâng hai ngón tay trỏ à, vâng thì, thì thứ nhất là cái viêm da cơ địa của bạn thì rất là nhiều người gặp bạn ạ và nếu mà để mức độ mà bị tổn thương như của bạn nặng như thế thì nó là cái giai đoạn mà nó đã có dày da dày sừng lên và da nó sần sùi lên rồi thì tôi wow. nghĩ rằng là cái vấn đề mà điều trị cái viêm da cơ địa này này thì nó phải được tuân theo một số nguyên tắc theo tôi là như thế à, việc mà bạn sử dụng các sản phẩm tiêm ấy là chúng ta hay tiêm là tiêm cái corticoid ấy đấy rất là à. nhiều người tiêm cái corticoid để làm giảm cái viêm da cơ địa nhanh chóng nhưng mà à. nó là một sản phẩm để điều trị viêm da cơ địa nhưng mình không thể lạm dụng nó trong vấn đề điều trị được và việc mà chúng ta sử dụng sản phẩm tiêm này này đấy, nó phải gọi là có những cái nguyên tắc chung đấy và chúng ta phải tuân theo nguyên tắc đó chứ không phải là cứ thích để chúng ta tiêm. <laughs> điều đó là hoàn toàn sai đấy thứ hai là gì cái da bạn khi nó dày lên như thế là chúng ta ngoài cái vấn đề là viêm da cơ địa da thì nó kèm theo cả những biến chứng là nó có những cái hiện tượng như là toàn bộ vùng da đấy của bạn là nó có thể là đã bị bong da chóc da thậm chí là dày sừng lên rồi thì chúng ta phải có một quá trình để nó phục hồi da thì nếu mà cái mức độ mà quá dày Đấy, thì thông thường là chúng ta có thể kết hợp theo công nghệ công nghệ thì nó an toàn hơn ví dụ chúng ta có thể dùng công nghệ laser để trẻ hóa vùng da đó để chúng ta chạy vào vùng da đó để nó tái tạo một cái lớp da mới thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn là việc bạn sử dụng sản phẩm tiêm Thứ hai là chắc chắn là chúng ta phải sử dụng sản phẩm uống bôi rồi. Bởi vì điều trị da thì chắc chắn đấy, mà từ xưa nay nó vẫn là trong uống ngoài thoa, đúng không nhỉ? Và với một cái tình trạng với da cơ địa như của bạn điều trị nhiều nơi và cứ tái phát liên tục như thế thì chắc chắn là trong quá trình điều trị cho bạn ấy chúng ta cần phải tuân thủ một số những nguyên tắc. Đó là chúng ta phải kiêng nước và xà phòng này, chúng ta phải hạn chế ấy, sờ tay vào những cái vị trí nào những cái sản phẩm nào mà gây dị ứng này. Rồi chúng ta phải thoa kem thường xuyên và phải thăm khám bác sĩ định kỳ thì tôi nghĩ là mới có thể phục hồi da của bạn có nhiều dạ. người là người ta còn bị nặng hơn bạn ví dụ cả cái cái cổ chân này rồi thì cả bàn chân người ta nó đều dày là như thế nhưng mà khi dạ. mà chúng ta ấy, điều trị đúng phương pháp thì nó có thể trở về trả lại các bạn làn da bạn nó như bình thường không khác gì cả nhưng dạ. mà đối với cả một người bị da cơ địa thì sau này ấy, bạn cần phải tuân thủ một số những cái à, gọi là lời dặn của bác sĩ thì chúng ta mới, mới ít huyết tái phát hoặc là chúng ta không tái phát còn nếu dạ. không thì nếu bạn rất là dễ tái phát nếu mà chúng ta không tuân thủ điều đó nhé bạn nhé dạ, dạ, dạ dạ vâng ạ xin cảm ơn vị thính giả cũng đã tin tưởng và kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn thân mến lúc này đây thì chúng ta cũng sẽ cùng dành câu hỏi cho một vị thính giả cũng đã gửi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ email của chương trình vị thính giả có câu hỏi như sau ạ thưa bác sĩ tôi bị nám mảng trên mặt đã lâu năm đã sử dụng rất nhiều kem bôi thế nhưng không đỡ tôi nghe nói hiện nay có phương pháp điều trị nám bằng laser vậy bác sĩ cho tôi hỏi cách trị nám này có hiệu quả và an toàn hay không ạ tôi xin cảm ơn à, cảm ơn vị thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình và À, có nói đến một cái phương pháp đó là phương pháp laser trong điều trị nám Đấy, thì giống như tôi có chia sẻ với các bạn là có nhiều phương pháp điều trị nám à, và các phương pháp đều có thể mang lại những cái hiệu quả tốt cả chứ không phải là chỉ có một mình phương pháp laser là chúng ta à, đóng đinh là nó mới mang lại hiệu quả đúng nhỉ tuy nhiên là gì tùy quan điểm của từng bác sĩ một tùy cái quan điểm nhé các bạn nhớ là tùy quan điểm của từng bác sĩ mà người ta sẽ thích sử dụng cái phương pháp nào hơn thôi ví dụ như là đối với bác sĩ hoàn thì tôi thích sử dụng công nghệ laser bởi vì theo quan điểm của tôi là điều trị laser nó mang lại hiệu quả tốt đúng nhỉ và à. hiện nay bây giờ là À, cái công nghệ laser mới bây giờ là tôi điều trị bằng công nghệ laser mới nhất vì thế em ra là nó tránh được những cái mà trong quá khứ các bạn thấy rất là sợ à, ví dụ ngày xưa điều trị thì mọi người điều trị laser về là gì mặt nó trong quá trình điều trị là đau lắm nên là sợ rất là đau thậm chí chảy máu ra cơ rồi thứ hai nữa là về nhà thì mặt nó đen lên à, nó chóc da ra sau đó là gì chúng ta phải nghỉ dưỡng chúng ta phải ở trong nhà chúng ta phải bịt mặt để chúng ta không dám đi đâu chẳng hạn thế và thậm chí là sau này thì cái nám ấy cái giai đoạn đấy nó còn bị đầy lên rồi thì nó bị cắt thứ nọ kia nám chúng ta càng ngày càng đậm đấy là cái quá khứ của vấn đề điều trị nám rồi đây là chúng ta sử dụng công nghệ laser cũ thế hệ cũ để chúng ta điều trị thì nó bị như vậy còn bản thân bây giờ chúng ta sử dụng công nghệ mới bản thân bác sĩ hoàn sử dụng công nghệ mới thì thứ nhất là chúng ta không có bị đau điều trị hoàn toàn rất là nhẹ nhàng bệnh nhân điều trị vừa nói chuyện bác sĩ vừa cười nói bình thường chắc có vấn đề gì cả thứ hai là gì đấy, cái việc mà điều trị đấy các bạn kết thúc cái điều trị ở tại phòng khám bước ra khỏi phòng khám ra các bạn bình thường không tổn thương gì về nhà thậm chí như tôi nói là chồng bạn còn chả phát hiện ra là bạn điều trị nám huống hồ là những người xung quanh chẳng ai biết là bạn đi điều trị cả bởi vì nó giữ được cái làn da của bạn toàn vẹn không có bị tổn thương gì hết tuy nhiên là cái làn da của bạn nó sẽ có rất nhiều lợi ích một là nó sẽ làm chắc chắn đó là mờ nám đi thứ hai là nó thu nhỏ cái lỗ chân lông của các bạn dẫn đến là gì da chúng ta nó mịn màng hơn và thứ ba nữa là làm cho cái da chúng ta nó căng bóng lên Đấy, tức là người điều trị nám có công nghệ laser giờ mới bây giờ thì thứ nhất là da sáng màu thứ hai là bóng lên căng lên mịn màng lên Đấy, và các làn da nó thể hiện được cái sức khỏe của nó đúng không nhỉ và à, nó giúp cho cái làn da chúng ta nó tái tạo tốt hơn thậm chí là nhiều người lo lắng là điều trị nám vào mùa mùa hè này này thì trời nó nắng thế này điều trị như thế này thì nguy hiểm lắm bởi vì hay phải ra nắng thì nó sẽ nặng nám lên nhưng mà tôi lại nói với các bạn là bản thân, bản thân tôi tôi điều trị nám thì vào mùa hè tôi lại điều trị nhiều hơn mùa đông <laughs> tôi điều trị nám mùa hè nhiều hơn mùa đông vì có ảnh hưởng gì đâu vấn đề là chúng ta điều trị phải đúng chúng ta phải sử dụng sản phẩm đúng thế thôi chứ chúng ta không phải lo lắng là chúng ta điều trị mùa hè hay mùa đông hết mà mùa hè thì chúng ta có nhu cầu phải sâu cái khuôn mặt chúng ta ra nhiều hơn nhiều người nhìn thấy hơn thì tại sao chúng ta lại lại không điều trị đúng không nhỉ trong khi đó mùa đông thì chúng ta bịt bùng đủ thứ ít khi là phải sâu khuôn mặt chúng ta ra thì vào mùa đông chúng tôi vẫn điều trị nhưng mà mùa hè tôi điều trị nám nhiều hơn nên là các bạn hoàn toàn yên tâm cái việc mà chúng ta điều trị nám bằng công nghệ laser mới thì các bạn hoàn toàn yên tâm là nó không có tổn thương gì cả và hiệu quả của nó rất là tốt nhưng mà đặc biệt là tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đó là gì Chứ chúng ta không thể đánh đồng cái vấn đề là công nghệ Đấy, nó là một cái công nghệ mà ở đâu cũng như ở đâu được đó là điều hoàn toàn sai kể cả vấn đề mà chúng ta thăm khám cái người bác sĩ mà có chuyên môn người ta thăm khám cho các bạn nó sẽ khác với cả một cái người mà không có chuyên môn gì cả Chính vì thế ừ. là khi chúng ta trước khi điều trị thì các bạn hãy lựa chọn cái nơi các bạn đến tư vấn và điều trị cho nó phù hợp. Và tôi khuyên các bạn là nên đến với các bác sĩ trung khoa về da liễu. Bởi vì bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì bác sĩ Trung khoa da liễu các bạn thấy là rất là nhiều đúng không nhỉ? Rất nhiều cơ sở có bác sĩ trung khoa da liễu. Và thứ hai là nếu mà được đào tạo bài bản điều tạo bài bản trường đại học Hà Nội, bệnh viện lưới Trung ương là các bạn hoàn toàn yên tâm trong cái vấn đề mà chúng ta điều trị cái tình trạng nám của các bạn. Đấy, thì tôi hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của tôi thì các bạn có thể lựa chọn là một phương pháp điều trị phù hợp cũng như là gì dành thời gian để quan tâm đến làn da của bạn hơn à, và đối với cả cái tình trạng nám da bây giờ chúng ta điều trị nó không khó nữa Và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để chúng ta có thể sở hữu một đồng bộ làn da nó sáng sủa hơn mịn màng hơn chúng ta có thể thoải mái để chúng ta ấy, tận hưởng cái cuộc sống của chúng ta hiện nay dạ vâng ạ xin được cảm ơn bác sĩ hoàn với những thông tin chia sẻ cho quý vị thính giả trong chương trình hôm nay sau đây là chương trình quảng cáo Lan ơi Lan ơi, sếp gửi danh sách đại diện đi nước ngoài rồi, có tôi nhá, có bà nhá. Thôi, tôi chả đi đâu. Xinh đẹp như bà thì còn hào hứng, chứ tôi bây giờ mặt thì đầy mụn, sẹo cái thì thâm, cái thì rỗ, chả tự tin làm gì. Tôi tính khéo mà hỏng cả việc của sếp giao chứ. Ui giời, được chọn đại diện mới khó, chứ xinh đẹp thì khó gì. Đến Maya với tôi đi. Maya? Đúng rồi, Maya em Maya, phòng khám da liễu thẩm mỹ chuyên khám và điều trị các bệnh về da như mụn trứng cá, xóa vết thâm, trị sẹo lồi, sẹo lõm, trị tàn nhang, viêm da cơ địa. Với ứng dụng công nghệ thẩm mỹ hiện đại, Maya còn giúp cho hàng nghìn khách hàng lấy lại tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống nhờ nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn, không cần phẫu thuật. Nhưng liệu có đảm bảo an toàn không? Tất nhiên rồi, các bác sĩ tại Maya đều là những thạc sĩ chuyên khoa da liễu, nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, các trang thiết bị chính hãng 100%, đảm bảo an toàn tuyệt đối và lại tiết kiệm chi phí tối đa nữa. Nhìn tới đây này, nhờ Maya chứ còn đâu nữa. Thế thì mình yên tâm quá rồi. Uhm, vậy ta đi thôi nào. Mắc bệnh về xa, đến Maya là khỏi. Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya, địa chỉ số 9 Hòa Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Hotline 0243 933 6868 Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là tín hiệu quen thuộc vừa rồi cũng đã vang lên báo hiệu thời gian phát sóng trực tiếp của gặp thế thuốc người tiếng trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Lê Thông xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành của quý vị thính giả và cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, chuyên gia da liễu đến từ phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Mea cũng đã tham dự chương trình hôm nay sau đây là chương trình quảng cáo Ây, ấy đi đâu Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu những thông tin và những kiến thức có liên quan tới vấn đề da liễu và thẩm mỹ. Rất là cảm ơn bác sĩ Hoàn một lần nữa. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya and Maya cũng đã đồng hành cùng chương trình này. Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu các dịch vụ da liễu và thẩm mỹ của Maya and Maya tại địa chỉ số 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi đến số hotline 024-3933-6868 hoặc truy cập vào website mayamaya.vn để biết thêm thông tin. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng thứ hai tuần sau. Sau đây là chương trình quảng cáo. Ấy ấy, đi đâu mà vội thế chú Sơn? Bắc Minh, em đi mua đông trùng hạ thảo chứ còn đi đâu nữa? Tháng trước ông cụ nhà em vừa phải đi cấp cứu vì bị viêm phổi. Thế à? Ngày bác mua đông trùng hạ thảo về uống, mới hơn có một tháng mà ông cụ đã cải thiện rất nhiều. Chúc mừng chú nha. Sức khỏe lúc nào cũng là quan trọng nhất đấy.